Hello cả nhà, hiện tại mình đang ở trạm dừng chân cao tốc Long Thành. Hiện tại mình đã uống cà phê xong xuôi và cùng một hai bạn đi gọi là ghép đi Đà Lạt. Đây, bạn nữ còn bạn nam thì hơi bị ngại nên mình chưa có quay. Ở đây là chuẩn bị lên cao tốc chỉ trực chiến thôi ha. Chinh chiến. Rồi. Hôm nay mình sẽ cho các bạn này trải nghiệm quốc lộ 55 để lên Đà Lạt. Hiện tại bây giờ trước mắt mình đang chuẩn bị vô là cao tốc Phan Thiết đó, để hướng lên Đà Lạt. Thì con đường đi lên Đà Lạt nó sẽ có bốn con đường, một hai ba bốn con đường luôn các bạn. Rồi đây mình nhắc nha, đi truyền thống là quốc lộ 20, em mở xi nhan trái ra, đúng rồi, từ từ thôi, cho xe kia nó qua trước, không không có bẻ vậy, em chỉ cần chậm thôi, không có bẻ vậy ha, lắc vậy là thầy hồi hộp, đừng thầy yếu yếu tim ha. Rồi em taxi nhanh em đi tiếp, mới bạn còn đang còn gọi là còn đang giờ này là giờ nướng nè, thấy không? Ok, thì ở đây mình sẽ có nhiều lựa chọn con đường để các bạn đi. Thứ nhất là quốc lộ 20 là con đường truyền thống, thì con đường truyền thống nó có nhiều cái để mình các bạn đi lắm, thì nhưng mà các bạn đi mà sợ về bị dính tốc độ ha. Và thứ hai nó sẽ bị hay kẹt xe và đông đúc. Rồi con đường thứ hai là con đường là trên cao tốc này các bạn có thể đi là DT 713. Thì DT 713 hiện tại giờ nó chưa mở, thì nó sẽ cũng đi ra đâu, ra quốc lộ 20 đó, nó cũng đi ra quốc lộ 20 là nó đi trước ngay chỗ là đèo Bảo Lộc. Rồi em cứ đi bình thẳng rồi đạp ga lên, rồi em đạp ga lên, rồi mở xi nhan phải giúp thầy. Rồi ngó kính hậu giùm thầy nha. Rồi ok, đi tiếp, đạp ga lên nữa, đạp ga nữa, đạp ga lên nghiêng vô. Rồi hiện tại mình đang vô lối vào của cao tốc Phan Thiết đó, mình sẽ trải nghiệm nhiều con đường rồi mình sẽ đúc kết cho các bạn coi. Nói chung năm nay có nhiều bạn hỏi là ồ thầy ơi, mình đi như vậy, em đạp ga lên đi, mình đi như vậy đó, thầy có biết là quãng đường nó sẽ đi nó ngắn hơn không, hoặc nó dài hơn không, hoặc là cái quan trọng là cái giờ giấc. Mình nói đi những cái con đường bên phía mà cao tốc thời gian nó sẽ linh hoạt hơn, nó sẽ ngắn hơn cho mình đi con đường truyền thống là quốc lộ 20. Lý do là quốc lộ 20 là có nhiều khu dân cư ha, xe đông và vượt nguy hiểm, thì con đường này thì nó sẽ nhanh hơn nhưng mà quãng đường nó dài hơn. Còn khi các bạn chạy á, mấy bạn chạy mà bạn bổ túc tay lái á, thì mình không thể nào đoán trước được. Có nhiều chạy người chạy nhanh, người chạy chậm, chừng nào mình đi thì mình sẽ báo cho các bạn đúng giờ giấc luôn ha. Còn bây giờ là hiện tại bây giờ là mình không thể báo cho các bạn biết là đi bao nhiêu tiếng, thấy không, nên các bạn thông cảm nha. Rồi em cứ đập ga lên đó, để mấy ảnh vừa qua mặt vậy là sao. Rồi một là quốc lộ 20, hai là DT 713 thì nó sẽ đi ra trước ra đèo Bảo Lộc, rồi xong ra đó xong các bạn mới lên đèo Bảo Lộc nha. Và cái thứ ba là gì, là quốc lộ 55 là nó sẽ bọc qua đèo Bảo Lộc, nó đi trước đèo Bảo Lộc. Tại cái đợt trước mà bị gọi là bị mà sạt lở trên đèo Bảo Lộc thì đa số anh em ta đi sẽ quốc lộ 55, con đường giống như đẹp như Tây Bắc, đẹp rộng thoáng, nhưng mà các bạn phải cẩn thận xe gắn máy, gọi là vượt vượt cái kim boy này nọ chạy cực kỳ nguy hiểm ở trên đó nha các bạn ha, lưu ý nha. Đường đẹp á, tại vì mấy xe vượt đi rất nhiều. Thứ ba, ủa thứ ba rồi, giờ thứ tư. Thứ tư là đi đi quốc lộ 28. 28 thì con đường nó như thế nào, là đèo Gia Bắc. Con đường nó đèo quanh co ngoằn ngoèo, khuyến khích không đi ban đêm, ngoằn ngoèo, nhưng mà hiện tại bây giờ là vẫn có xe lớn nó đi vô, cực kỳ nguy hiểm. Đường cũng hơi 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 hư dần dần rồi, nó cũng hơi xấu xấu dần dần chút xíu, nhưng mà nó vẫn tạm đẹp, hoang sơ. Nhiều khi có sự cố trên đó thì các bạn sẽ rất khó khăn. Và đặc biệt cái cuối cùng là quốc lộ 28B là đèo Đại Ninh. Khi các bạn đi đèo Đại Ninh thì các bạn sẽ gặp cái trường hợp là đường rất xấu, đường rất xấu nha, ổ gà ổ voi ổ ổ tùm lum luôn, ổ nằm ngang luôn,
nên các bạn đi nó dằn cực kỳ luôn. Các bạn sedan mà đi vô đó thì hơi nguy hiểm nha, lưu ý nha. Chừng đã bắt xong cái người phá đường rồi nhưng mà chưa chán lại, chừng nào chán lại thì mình sẽ lên tham khảo, anh em nào đi sau này anh em sẽ tham khảo, chán lại báo cho anh em ta biết đường đẹp rồi mọi người nên đi. Thì nếu mà 28B là lựa chọn sáng suốt luôn, nó nhanh cực kỳ luôn, đèo cung đường đẹp, con cái đường quá xấu, mấy ông của nội chị em chơi đập phá đường hết rồi. Giờ em có thể chuyển lên đường, mở xi nhan xong quan sát trống thì mình mới chuyển vô nha, chứ không cần phải bẻ mạnh, thấy không, bạo lực thế dứt ra đâu. Mình chuyển là đi tiếp phải không? Rồi các bạn lưu ý là khi đến ngay chỗ trạm thu phí thì các bạn phải giảm tốc độ nha. Không biết trong tài khoản mình còn tiền không, đến đây cái nó chặn lại là bỏ cái người đang lái xuống. Rồi 100 này em ha. Chậm lại, có 100 sẽ có 80. Đó, gà thắng lại giùm thầy. Thấy chưa? Nó che khuất đúng không? Có 80 sẽ có 60. Đúng chưa? Cẩn thận nha. Ở đây còn sóng sóng 3G các bạn nên mình còn sử dụng được, chút xíu nữa lên rồi coi như tình yêu. Mình sẵn đây mình nạp tiền vô tài khoản luôn. Các bạn lưu ý nha, đi cao tốc xa các bạn phải kiểm tra áp suất lốp, kiểm tra bánh sơ cua, kỹ thuật xe và đồng thời phải nạp tiền vô tài khoản. Rồi, đi tiếp. Nó không dở rồi rớt cái cây của người ta. Rồi đi. Đúng không có 3G luôn. Đặc biệt ở trên đây là không có sóng sóng điện thoại và cũng ít có sóng wifi lắm, 3G lắm nha các bạn. Em coi em cái bóp tiền của em nó có cái điện thoại trong đó không? Giờ em chợt nhớ em biết cái điện thoại em còn để trong đó không nữa. Cái tấm nhỏ của em ấy nè. Nhà anh mở cái tấm nhỏ của em coi em cái bóp á. Coi có điện thoại đang trong đó không? Thì quên em điện thoại, check in chụp hình các kiểu quên. Dạ cặp nhỏ đó anh, em thấy có cái điện thoại em không? Anh bị phía ngoài. Em bị trong điện thoại á. Cái đẹp túi lớn rồi. Rồi em mở xin nhanh phải đi. Rồi quay. Có điện thoại đúng không anh? Ok cảm ơn anh. Lý do sao mình vô làng này đi không? Tại vì mình đi nhanh quá. Yeah. Đúng không? Các bạn lưu ý nha, khi các bạn đi, các bạn mới lái mới, các bạn đi chậm thì các bạn nên đi làn giữa nha. Để nhường cho người ta đi nhanh, thấy không? Chưa đâu, tại chưa nóng máy thôi, chút xíu nóng máy nó chạy nhanh. Sau khi nóng máy lên thì là em gái em đạp là cỡ 100 mấy không á. Các bạn thấy không? Giờ chỗ 100 mấy luôn. Phía bên này trái các bạn ha, là chùa Bồng Lai các bạn, là bên đó là núi Bồng Lai ha. Lúc trước nó có cái mấy ngọn mây, mây nó bám trên đó, cây ba góc một ngọn á. Rồi ở đây nè, ở đây là các bạn nè, đây là đường tỉnh nè, hiện tại đang đóng nha, cái đường nó đang đóng nha các bạn ha, đường tỉnh đang đóng.
rồi đi tiếp. Rồi các bạn đi tiếp nha, cái đường này là đang đóng ha, ra quốc lộ 1A A Xuyên Mộc. Đó ngọn núi các bạn thấy không? Núi mây có nhiều, lâu lâu nó làm hình nấm luôn nha. À, cái núi đó gọi là núi Chứa Chan Gia Lào các bạn. À, trên cây ba góc một ngọn. Đợt trước mà mình còn trẻ mình hay cũng hay đi chùa với mẹ mình á. À, lên cũng đó cây ba góc một ngọn đi tham quan đi bộ lên cho nó. Rồi các bạn ở đây nè các bạn. Đây là tỉnh lộ là ra quốc lộ 1A nè. Đó, đây thực chất là đường tỉnh lộ 713. À, con đường này á nó đúng ra nó không chịu để 713, nó ra lên quốc lộ thôi. Con thực chất con đường này mình sẽ ra đường DT713 là các bạn đi đợt trước mình có làm cái clip rồi, là đi trong cái khu chứa núi Chứa Chan á, bên hông Chứa Chan không, để mình đi ra là đi bọc ra quốc lộ 20 luôn, là trước đèo Bảo Lộc, là các bạn ra đó xong các bạn mới leo lên đèo Bảo Lộc nha. Đây ở đây nó không để 713 các bạn, nhưng mà trong Google Maps là sẽ có đường 7 tỉnh lộ 713 nha, gọi là đường Bà Gia. À, rồi các bạn đi tiếp thì các bạn đi thẳng lên nữa thì sẽ đụng thêm con đường nữa, gọi là tới con đường lối ra là quốc lộ 55. Rồi 55 các bạn chạy lên chút xíu nữa rồi quốc lộ 55B. À 55B là ví dụ các bạn quẹo phải là các bạn sẽ đi ra bên La Ghi. À, còn 55 là các bạn sẽ đi nhập ra lối ra 55 luôn, chứ không cần phải nhập ra lên 55B. 55B các bạn đi xa, các bạn lưu ý nha, nó có hai cái 55 nha, 55A, 55 và 55B, giống như 28 và 28B vậy thôi. Thấy không? 28 đến trước rồi xong đến 28B, còn đây cũng vậy, 55 đến 20 là 55B, là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi nha các bạn ha, lưu ý cho mình nha. À, rồi ok mọi người nhớ 120 thôi nha, đừng đạp 130, 140 nha. Rồi nãy mới có đèo núi đó, thấy xăm đà ra không? Ok mọi người, đó núi non hiểm trở ha, mờ mờ ảo ảo. Ok mọi người, hiện tại bây giờ là mình đang ở trên hấp, em đi thẳng luôn. Đây, đường tỉnh này thấy không? Rồi ok, chút xíu nữa mình sẽ đi gọi là quốc lộ 55 nha. Chậm lại giùm thầy. À, rồi mở xi nhan phải. Đúng rồi. Thánh Linh đúng không mày? Ơi, Thánh Linh đúng không mày? Rồi từ từ mình đi vô Thánh Linh 1A. Rồi em vô. Ok mọi người, hiện tại mình đang ở lối vào nha. Đi tiếp. Không biết nó có vô được hay không, nó có chặn hay không ha. Đó, các bạn theo mình gọi là thí nghiệm. Rồi, cứ chậm chậm và đi thôi. Đường nó hơi xấu. Chậm lại em, chậm lại. Gà thẳng lại, đó. Rồi từ từ nha, nghiêng đầu xe nhẹ. Đó, đúng vậy. Ok. Thì cứ đạp ga, khoan đạp ga, từ từ. Rồi em đi tiếp. Tắt xe nhanh giùm thầy luôn. Các bạn nào không biết thì các bạn có thể mở Google ha, mình cũng phải mở Google thôi các bạn, chứ không có kiểu mà mình biết hết được ha. Từ từ em, coi mình đi bên cánh nào. Nhớ ngó dưới đường, thấy không? Em không ngó đường em không chịu gạt hắn, bên đây bên phải. Em phải ngó đường giùm thầy nha, mấy cái gờ lại em phải giảm lại. Trông thầy yếu tim. Dạ, em nghe thầy. Nó có hố nhìn xuống như được. Xin lỗi thầy. Cái này chậm chậm. Bây giờ hai bên nào thầy? Em cứ đi thẳng lên đi. Lên đó mình về phải. Tánh Linh á. Em đi hướng Tánh Linh nha. Ok, em đi.
mà để bên trái giùm thầy. Ok, rồi trả nó lại giùm thầy. Ok thầy. Đó bạn, hiện tại mình đang vô cái quốc lộ, chạm lại, giảm lại, giảm lại. Mình chưa biết tốc độ bao nhiêu, mình chạy nhanh quá cũng không được. Rồi em cứ đi thẳng lên. Còn mình không có vô lối qua cao tốc nha. Bởi lối vào cao tốc đó thì đi vô ha. Còn nhau dây là quẹo trái đi về nha. Tỉnh lên. Chậm chậm ngó bên phải có xe hơn. Đó đúng rồi. Ok đúng rồi mọi người. Bữa mình đi ngang qua có cái gọi là cái vô cái tóc có cái nuôi. Đó các bạn thấy không, mình đi đường này, đường thông thoáng nha bạn, chút xíu đẹp nữa ha. Rồi tiếp tục. Bạn recording complete. Nếu bạn nào xây nhà thì các bạn cứ đi trải nghiệm cái quốc lộ 55 này nha. Thì nó để, nó đúng ra nó phải để 55. Nó không để cái khúc này 55, nó để bảy mấy các bạn. Cứ đạp ga. Đạp ga nữa. Chút xíu mình đi sẽ mình ghé ngay chỗ gần khu vực nào nó chợ trong đây mình sẽ đi ăn sáng các bạn. Cảm giác là đập lên 100 giờ, đập nhanh lên 50 quá. Ờ trong này nó có bắn tốc độ nha. Thì bây giờ trước mắt em cứ đi đi đạp ga lên bình thường. Em bấm vào giữa giùm thầy. Giữa tim đường ấy ha. Thì thường thường đa số mấy bạn mới đang đạp trên cao tốc mà xuống nơi đây cái chút xíu ngứa giò đạp cái dính. Rồi đạp ga lên. Bé bò. Có bò có dê nữa, dê con nữa. Hương bữa thầy định ghé mua á bộ. Mua dê con. Mà đi nói đâu. Để nói đâu. Vậy là lắm dê con đó mà đi nói đâu. Dê con tầm tầm bán thì. Ok mọi người, hiện tại bây giờ mình sẽ cho bạn ấy sẽ sử dụng cái Google Maps tập để quan sát, để kiếm đường đi. Lỡ mai mốt không có mình hướng dẫn hoặc là các bạn đi một mình thì các bạn sử dụng như thế nào, giống như mình thôi. À, hồi xưa mình cũng có nhiều chỗ biết đường, có nhiều chỗ đâu biết đâu, bắt buộc phải sử dụng Google Maps. Đạp ra tiếp. Này là ngoài khu dân cư. Đường này nó thông thoáng nha bạn, bảo đảm luôn. Tại đợt trước nó chưa cho các bạn đi vô, nó không cho các bạn đi vô vô quốc lộ 55 này. Nhưng mà bây giờ các bạn đi nó cực kỳ thông thoáng, nó sẽ ra ngay chỗ Di Linh. Mà đặc biệt lắm, cái đường, con đường của bên Bình Thuận này nó đẹp. Mà cái còn mấy km của bên Di Linh nó hơi xấu chút xíu. Đó. Có đường nó ra nữa này. Đó. Đường thông thoáng mát mẻ luôn các bạn. Đúng rồi, đòi chút xíu mình lên núi nữa. Giảm lại chút nha. Cái cua. Rồi, đạp ga.
đó, hay nói non không mày này nọ good, giống như đi mình đi chống nợ rồi mà quốc lộ 55. Các bạn đi con đường này xong các bạn sẽ bỏ con đường 28 hoặc 28B luôn các bạn. Đường đẹp lắm. Quá đẹp. Chút xíu mình sẽ ghé chậm dừng chân ở ngay chỗ cái bờ hồ lớn, bờ hồ Hàm Thuận. Hàm Thuận Bắc. Rồi, em nghiêng đúng rồi, đạp ga tiếp. Đúng rồi, cứ nghiêng vô, đó, nghỉ vô như thôi. Đường này chắc mới chán không ạ? Đường này làm lâu rồi. Cái màu này rồi, đập nha. Mới mới dầm lại. Cây. Anh đang quan sát cái lối xuống này vậy. Tới rồi. Tánh linh nè, nghe không? Huyện Tánh Linh nữa, ranh giới hành chính. Huyện Tánh Linh kính chào khách quý. Cái vụ mà có cái vụ ông thầy mà bị phạt á, vừa là qua cái cổng chào này nó nói khu dân cư. ông này ông chửi vô tăng. Đó, giờ tôi thấy cái biển báo đó 50 á, tôi mới đi 50 nè. Đúng không? Rồi, qua cổng chào đó kêu là cái đó là anh thấy cổng chào đó anh phải đi 50. Tàu lao. Đây, biển báo 50 nè, tôi đi 50 nè. Gõ kẹt. Đúng không? Còn anh biển báo là khu dân cư, tôi mới đi theo cái khu dân cư. Còn cái cổng chào lại vậy, tàu lao. Giá lắm không? Khùng. Đúng không? Hôm nay cũng chửi vậy mà bên đó nó cũng cố gắng là lập biên bản. Nó nhiều khi nó khổ lắm các bạn. Chạy rớt điện thoại mình đó, đèn xanh đèn đỏ thấy không, đèn đỏ này nó lạ lắm nha. Nhưng mà cái này là đèn gầy á, đúng rồi, đèn gầy mà em á. Cái đực này, bất cứ các loại xe cũng đều thu xe lửa hết. Đây xe nào có em cứ đi bên đường em sợ gớt cái máy này nữa thầy ơi. Không em chạy đi em sao đâu, gớt hoài vậy chút với gớt cái bịch nó giật mình nữa giờ đó. Đã một bên xóa rồi. Trời ơi anh không nghĩ luôn, nó đi kiếm gái luôn. Rồi em đi tiếp. Rồi anh nhất quyết anh không né đường, ta là cứ đi 50 thôi nha, bật liền nha. Dạ, yeah, ok. Chừng nào thấy cái biển báo không hết giới hạn hoặc là biển báo gì đó tới rồi, thấy giờ thấy không? Ok không, quá đáng là cái cục cờ để chèm đó, kệ người ta vậy mình mắt mình mới sáng được đó. Okay, rồi bây giờ đi luôn. Hạnh phúc quá, xích ra ngoài chút đường rộng lên xe. Quên nãy chị ghé mấy chỗ ăn nữa, nãy mấy cái chợ mà không ghé mà xe ra đó. Đường đẹp thông thoáng, nếu mà đường này đúng đi gia đình mình lên Đà Lạt là ok là nhất, tránh kẹt xe này nọ các kiểu đẹp nữa. Ở chưa đâu, quốc lộ 1A người ta sẽ nhập vô nữa.